rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi trọn đời cho biết, hành trình cuộc đời, tuổi Mậu Ngọ 1978, từ nay đến 3 năm tới, hợp vía thần tài, đổi đời giàu khỏe rực rỡ. Quý vị thân mến, người xưa có câu, sông có lúc cạn lúc đầy, người có khi vinh khi nhục. Đó là lẽ tự nhiên mà cuộc đời bất cứ ai cũng sẽ gặp phải. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có những lúc ta sẽ gặp những bế tắc, chơi vơi giữa dòng đời. Khi làm ăn không thuận mà nhà tan cửa nát. Thời vận là một khái niệm tương đối kỳ lạ. Khi vận thế thông thuận thì không có gì cần phải nói, nhưng khi thời thế không hay thì chẳng gặp được chuyện may. Tốt nhất khi đó nên an yên mà ở ẩn, khỏi làm gì thì đỡ nghĩ đỡ suy. Biết là thế nhưng lắm lúc vận số cứ ép Mậu Ngọ phải ra, cứ dụ ta đi khỏi cái vòng tròn của sự bình đạm mà Mậu Ngọ xây dựng. Sau đó khi ta miễn cưỡng bước ra rồi, thì cũng là lúc giữa muôn trùng vây thập diện mai phục. Đấy là những dòng tóm tắt vận số của chú ngựa Mậu Ngọ, cửu nội chi mã. Và quý vị ơi, đau khổ sẽ sớm qua đi, thay vào đó là niềm vui và niềm hạnh phúc sẽ sớm kéo đến, như hoa kia lúc nở lúc tàn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu tới quý vị bí mật động trời trong 3 năm tới của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nếu quý vị biết mà nắm bắt kịp thời, đảm bảo sẽ đắc tài đón lộc, hỷ sự liên miên, hóa giải tai ương vận hạn, ngồi không thu tiền tỷ của thiên hạ về nhà, khiến cả làng đều ghen hờn đỏ mắt. Vậy chi tiết vận trình của con giáp này sẽ diễn biến ra sao? Hãy cùng kênh Tử Vi theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Đặc trưng phân biệt theo can chi, ngũ hành và bản chất tính cách tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào thiên nhiên. Những người tuổi Mậu Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Mậu Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Mậu Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú khi công việc ấy khiến tuổi Mậu Ngọ cảm thấy nhàm chán. Họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Mậu Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Mậu Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Mậu Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi Mậu Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì. Dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Mậu Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập,
nhưng tuổi Mậu Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Mậu Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán buông xuôi. Tuổi Mậu Ngọ cảm thấy khó khăn để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi sự mập mờ ấy đã đẩy họ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì tuổi Mậu Ngọ nên điều chỉnh hành vi của mình, học cách từ chối trong một số trường hợp. Thời còn trẻ, tuổi Mậu Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan thử thách, ý chí của tuổi Mậu Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Tuổi Mậu Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở. Đó là lý do tại sao tuổi Mậu Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi trước đám đông. Họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Mậu Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này đa số có vẻ bề ngoài rất lịch lãm, hào hoa và thu hút người khác. Họ biết phát huy những điểm mạnh của mình để tạo ấn tượng cho đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuổi Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình trong công việc. Nhưng bản tính đứng núi này trông núi nọ khiến cho người này dễ có những thay đổi về công việc. Đứng trước khó khăn thử thách, họ rất ung dung tự tin, không hề sợ hãi. Tuy nhiên, người này lại hành động thiếu kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, dù có phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, nhưng tuổi Mậu Ngọ lại đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ thẳng thắn trong việc phán xét, chê bai lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc sai lầm. Họ luôn yêu cầu người khác phải tuân thủ mệnh lệnh của mình, nhưng lại không cho phép bản thân mình nghe theo bất kỳ ai. Đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ là những người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, kết bạn với nhiều người và luôn muốn nổi bật trước đám đông. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Họ ghét những người đa mưu nhiều kế, thậm chí tìm cách tránh xa những con người đó. Khi gặp phải những khó khăn trong công việc, tuổi Mậu Ngọ dễ chán nản và tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không phải vì họ không có khả năng giải quyết khó khăn mà là vì đã có những thứ mới mẻ, thú vị khác hấp dẫn họ. Tuổi Mậu Ngọ dành cả đời để theo đuổi cuộc sống tự do, thoải mái. Bởi vậy, chinh phục được trái tim của họ không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải tạo ra những điều mới mẻ, độc đáo thì mới có thể thu hút sự chú ý của tuổi Mậu Ngọ. Tuy nhiên, tuổi Mậu Ngọ thường có tính cả thèm chóng chán. Có thể hôm nay những điều mới lạ ấy khiến họ hứng thú, nhưng ngày mai điều đó sẽ không còn khiến họ tò mò. Sự thay đổi nhanh như chớp mắt ấy khiến tuổi Mậu Ngọ hiếm khi được mọi người tin tưởng. Khi làm việc, tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình và lao động hết năng suất của mình. Bởi vậy, họ có thể đảm nhận khối lượng công việc gấp nhiều lần người khác. Và tất nhiên, tuổi Mậu Ngọ cũng mất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Người này sẽ không thể chịu đựng được nếu như phải làm một công việc cố định, nhàm chán hay đứng yên ở một vị trí nào đó trong thời gian lâu. Họ thích những công việc năng động, tự do thoải mái,
được đi lại và đặc biệt là có thể phát huy được khả năng giao tiếp của họ. Tuổi Mậu Ngọ có thể thích hợp với những công việc của một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản, thư ký, phóng viên, nhiếp ảnh. Những nghề đó sẽ giúp họ phát huy tối đa tài năng, đam mê và sở thích của mình. Nếu như trở thành chủ kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tư duy logic và con mắt nhìn xa trông rộng giúp họ có những đánh giá chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó phát triển những mặt hàng đem lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh. Với lòng tốt bụng và sự nhiệt tình của mình, tuổi Mậu Ngọ sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Họ giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch và tháo gỡ rắc rối cho người khác. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi nhận được những lời khuyên từ tuổi Mậu Ngọ. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Bởi vậy, những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn bạn bè trong mọi lĩnh vực. Điều đó giúp cho tuổi Mậu Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi Mậu Ngọ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật nếu muốn thu hút sự chú ý của người này. Bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi Mậu Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình, như thể hôm nay không làm ngày mai cơ hội vẫn còn đó, không việc gì phải vội vàng. Họ không thích hợp với sự lâu dài, làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao lúc bắt đầu công việc, tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao. Nhưng càng về sau, tiến độ công việc càng chậm chạp, ì ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của tuổi Mậu Ngọ. Dù anh ta có cố gắng giải bày những kế hoạch, dự định sắp tới của mình thì cũng hiếm người chú ý lắng nghe. Bởi bản tính dễ thay đổi mà tuổi Mậu Ngọ không có bất kỳ thói quen nào lâu dài, đặc biệt là trong ăn uống, họ ăn, ngủ, nghỉ đều không có khoa học và giờ giấc chính xác. Điều đó khiến tuổi Mậu Ngọ mắc phải nhiều căn bệnh về đường tiêu hóa. Phụ nữ tuổi Mậu Ngọ năng động, tài giỏi và rất đảm đang. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ nội trợ, vừa tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay phải đắc lực cho công việc của chồng. Còn đàn ông tuổi Mậu Ngọ khi kết hôn hết mực chăm lo cho vợ con, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung, yêu thương nhau. Tổng quan cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Họ yêu cuộc sống tự do và thích được khám phá vô vàn điều mới mẻ của cuộc sống bên ngoài. Những thứ cũ kỹ, nhàm chán sẽ không thể thu hút được tuổi Mậu Ngọ. Người này luôn lựa chọn những bộ trang phục độc đáo, hấp dẫn nhất để họ tự tin nổi bật trước đám đông mà không trùng lặp với bất kỳ ai. Họ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao. Dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, tuổi Ngọ, mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Tuổi Mậu Ngọ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thực sự. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài bền chặt. Họ tuyệt đối sẽ không kết bạn với những người giả tạo, không thật thà. Những người tuổi Mậu Ngọ 1978 thường có cuộc sống sung sướng, an nhàn từ khi còn nhỏ đã gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc đời. Đặc biệt, họ thích học hỏi và khám phá, luôn muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Tiếp theo là tổng quan tử vi cuộc đời tuổi Mậu Ngọ 1978, xem tử vi thấy rằng, Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít khi đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên, đôi lúc họ vấp phải sai lầm, thất bại không đáng có bởi sự chủ quan, nóng nảy của mình. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt,
có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Khi trưởng thành hơn, họ dần tập trung vào phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhờ vào bản tính thật thà, tốt bụng, Mậu Ngọ được mọi người yêu quý, kính trọng. Những người này được hưởng thọ từ 80 đến 95 tuổi. Đường tình duyên tuổi Mậu Ngọ 1978. Tuổi Mậu Ngọ là những người có trái tim giàu tình cảm, chân thành và thật thà. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui cho đối phương. Thế nhưng, trong tình yêu, sự chân thành xuất phát từ một bên thì chưa đủ. Nó cần phải có sự đồng điệu, hòa quyện giữa hai tâm hồn. Tuổi Mậu Ngọ thường gặp phải sai lầm trong việc tìm kiếm, lựa chọn cho mình một người thích hợp. Bởi vậy, những đổ vỡ trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Tình đầu dù rất đẹp, rất lãng mạn nhưng nó cũng sẽ trở thành ký ức đã qua. Mậu Ngọ sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình một mảnh ghép phù hợp, ăn ý và xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2, 3 và 9 âm lịch, có phần kém may mắn về tình duyên. Phải trải qua nhiều mối tình, họ mới có thể tìm kiếm một người bạn đời thực sự dành cho mình. Những người này cần phải biết lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn nữa để xây dựng được một mối tình lâu dài, trọn vẹn. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Khi yêu, tình duyên của bạn thường gặp nhiều khó khăn trắc trở, không được như ý, nhưng sau khi kết hôn, tình duyên lại gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Vợ chồng hòa thuận, thủy chung và hết lòng yêu thương nhau. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 1, 5 và 12 âm lịch, có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Đôi lứa yêu nhau say đắm, hạnh phúc, không có bất cứ điều gì có thể tách rời. Gia đạo và sự nghiệp. Nhờ bản tính lương thiện, tốt bụng, tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, gia đạo hòa hợp, yên ấm. Anh trên em dưới hòa thuận, yêu thương đùm bọc nhau, dù có những lúc xảy ra bất đồng, mâu thuẫn nhỏ nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình. Mọi người đều sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Công danh, sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc lên cao như diều gặp gió. Lúc trải qua nhiều khó khăn gian khổ, khi làm việc, tuổi Mậu Ngọ thường có thói quen nóng vội hấp tấp, chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội quyết định theo trực giác. Điều đó đôi lúc khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có, càng trưởng thành. Những người này càng hoàn thiện được bản thân mình hơn, Mậu Ngọ sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, thành công ở độ tuổi 40 trở ra. Xem tuổi hợp làm ăn, tuổi kết hôn vợ chồng, tuổi hợp làm ăn, Mậu Ngọ nên chọn những người tuổi Đinh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Mão, Ất Sửu để hợp tác làm ăn. Đó sẽ là những đối tác làm ăn giúp Mậu Ngọ có thể phát triển được sự nghiệp của mình. Lựa chọn vợ, chồng, kết hôn với tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Đinh Mão, Ất Sửu, vợ chồng hòa hợp, yêu thương sâu sắc và thấu hiểu lẫn nhau. Kết hôn với những tuổi trên, nam mạng Mậu Ngọ không nhũng lấy được người vợ đảm đang, chung thủy mà còn có thêm được một trợ thủ đắc lực trong công việc. Kết hôn với tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Nhâm Tuất, cuộc sống ổn định, đầy đủ, không dư thừa nhưng cũng không phải chịu cảnh khó khăn thiếu thốn. Kết hôn với tuổi Quý Dậu, Tân Dậu, Ất Mão, mối quan hệ vợ chồng khăng khít, thủy chung, cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Nam mạng tuổi Mậu Ngọ cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn nữa với người bạn đời của mình. Trong cuộc đời, ở độ tuổi 18, 20, 22, 24, 34, 36 và 42 tuổi, Mậu Ngọ có vận mệnh kém may mắn. Vì vậy, những người này không nên tiến hành công việc quan trọng như ăn hỏi, cưới xin trong khoảng thời gian đó. Những người sinh vào tháng 1, 4, 6, 7 và 10 âm lịch có số đào hoa,
đời sống tình cảm phong phú nhờ vào sự năng động, hài hước của mình. Tuổi Mậu Ngọ sinh những tháng kể trên được rất nhiều người yêu quý, theo đuổi. Tuổi Đại Kỵ, để công việc làm ăn, tình duyên diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, thì người tuổi Mậu Ngọ nên tránh những tuổi xung khắc với mình. Đó là những tuổi Quý Dậu và Tân Dậu. Nếu như đã kết hôn với những tuổi Đại Kỵ, thì bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi thực tế chuyên do trời định, phận do người tạo, số phận và vận mệnh của mỗi người, do chính thái độ của bản thân người đó quyết định. Năm khó khăn nhất, vào những năm 25 và 37 tuổi, tài lộc của Mậu Ngọ có phần kém may mắn, bởi vậy, cần phải cẩn trọng hơn trong công việc làm ăn kinh doanh, không nên chủ quan với những phát sinh nhỏ, nếu không sẽ gặp phải khó khăn, khủng hoảng lớn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tiến hành công việc vào giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho nam mạng tuổi Mậu Ngọ. Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Tử vi trọn đời cho biết, hành trình cuộc đời, tuổi Mậu Ngọ 1978, từ nay đến 3 năm tới, hợp vía thần tài, đổi đời giàu khỏe rực rỡ. Tiếp theo là vận mệnh tuổi Mậu Ngọ theo từng tháng sinh. Sinh tháng Giêng là người năng động, vui vẻ và cởi mở, được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường lập nghiệp. Tuy nhiên, cần phải biết nắm bắt và tận dụng thời cơ, nếu không sẽ vô cùng tiếc nuối. Sinh tháng 2, cả đời sống trong yên bình, an nhàn, tự do tự tại, không gặp bất kỳ biến động nào xấu, nếu khó khăn sẽ được người thân, bạn bè, quý nhân phù trợ, tháo gỡ rắc rối. Sinh tháng 3, gặp nhiều may mắn trên con đường học vấn, tính tình thẳng thắn, hiền lành nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, càng trưởng thành càng lập nên sự nghiệp lớn, danh tiếng vang dội, được nhiều người kính nể. Sinh tháng 4, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng nếu kiên trì nhẫn nại sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề công việc suôn sẻ, thuận lợi hơn. Nếu hấp tấp vội vàng sẽ vấp phải thất bại nặng nề, chán nản tuyệt vọng. Sinh tháng 5, có ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. Đường tình duyên gặp nhiều thuận lợi, gia đình hạnh phúc ấm lo, vợ chồng một lòng thủy chung, yêu thương nhau da diết. Sinh tháng 6, chăm chỉ cần cù làm việc, nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Có sự quyết tâm, đầu óc thông minh, nhưng không gặp được thời cơ thuận lợi. Muốn thành công thì phải trải qua nhiều vất vả, cay đắng và chịu đựng nhiều thiệt thòi. Sinh tháng 7, văn võ song toàn, khéo léo giao tiếp ứng xử, có mối quan hệ rộng rãi và được nhiều người yêu quý. Cuộc đời gặp nhiều may mắn cả về đường tình duyên lẫn sự nghiệp, đầy đủ vật chất, không lo thiếu thốn khó khăn. Sinh tháng 8, nếu muốn thành công thì chớ nên vội vàng, trước khi giải quyết vấn đề phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận, tránh nóng vội dẫn đến sai lầm, về già được hưởng cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn. Sinh tháng 9, thông minh tài giỏi, nhưng thiếu đi ý chí quyết tâm và sự kiên nhẫn, không có lập trường riêng của bản thân, dễ thay đổi vì người khác. Bởi vậy, làm việc lớn không thành, cả đời an phận, cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc. Sinh tháng 10, ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng nếu kiên trì nhẫn lại, mọi việc sẽ thành công như ý muốn. Càng về già càng được hưởng nhiều tài lộc, may mắn và có cuộc sống ổn định, sung sướng, không lo vất vả. Sinh tháng 11, cuộc đời gặp khá nhiều vận may và cơ hội tốt, tuy nhiên không biết nắm bắt, trân trọng. Vì vậy việc lớn khó thành, cả đời lận đận vất vả, không kiên định, không giữ lập trường riêng, dễ bị tác động bên ngoài làm mai một ý chí, có nhiều thay đổi cả về cuộc sống lẫn công việc. Sinh tháng 12, sự nghiệp ban đầu gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng nếu kiên trì nhẫn lại sẽ vượt qua. Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy thuận lợi,
trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm kiếm cho mình một nửa trọn vẹn. Tương hợp và xung khắc giữa tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 và các tuổi khác, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tý. Tý và Mậu Ngọ có nhiều điểm trái ngược về tính cách, sở thích, nhưng họ dễ dàng thu hút lẫn nhau trong tình yêu. Hai con giáp này rất lãng mạn, chung thủy. Cuộc tình của họ khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng càng về sau tình cảm đôi bên càng phai nhạt dần. Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập, trái ngược lại càng giúp họ bổ sung, hỗ trợ nhau, cùng chung mục tiêu và lý tưởng. Đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Sửu. Nếu Sửu và Mậu Ngọ kết duyên, cặp đôi này cần cố gắng nhiều hơn nữa để thêm thấu hiểu, yêu thương và duy trì tình yêu của mình. Có nhiều lúc họ trở thành động lực giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cũng có những lúc mối quan hệ này trở nên căng thẳng vì những mâu thuẫn, xung đột trên phương diện đối tác làm ăn. Chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Mậu Ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu, hướng đi rõ ràng, và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần. Những nét tương đồng của cặp đôi tuổi Dần, Mậu Ngọ khiến họ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng trong tình yêu. Hai con giáp này có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Họ thậm chí không bao giờ thấy nhàm chán với tình cảm của mình. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau, bởi Dần và Mậu Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão. Trong tình yêu, Mão luôn cần sự che chở, bảo vệ của đối phương và Mậu Ngọ sẽ thực hiện tốt điều đó. Họ trở nên hòa hợp, gắn bó và dành cho nhau nhiều tình cảm quý giá. Tuy Mậu Ngọ thích sự mới mẻ, thay đổi, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản khi gắn bó với Mão lâu dài. Hai tuổi này khi kết hôn rất ít xảy ra mâu thuẫn. Họ cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Mậu Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao bởi Mậu Ngọ thiếu đi kiên trì, nhẫn lại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế. Bởi vậy, không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn, sự năng động, nhiệt tình của Thìn và Mậu Ngọ là cầu nối giúp cho mối quan hệ của tuổi này ngày càng tươi đẹp, phát triển. Họ sẽ không thể thiếu những phút giây vui vẻ, ấm áp bên nhau và những tiếng cười sảng khoái, xua đi mọi ưu phiền. Thìn và Mậu Ngọ dành cho nhau nhiều tình cảm đáng trân trọng, đặc biệt là trên phương diện tình yêu. Cặp đôi này gắn bó, chung thủy và tin tưởng lẫn nhau, không gì có thể chia cắt được họ. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Mậu Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh. Họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch, dự định, đặc biệt là rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của ngựa, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tỵ. Nếu thật sự nghiêm túc trong tình yêu, Mậu Ngọ và Tỵ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể xây dựng mối tình trọn vẹn, dài lâu. Những điểm khác biệt về tính cách, quan điểm khiến họ phát sinh khá nhiều mâu thuẫn. Nhưng nếu cả hai bên đều biết nhường nhịn, lắng nghe lẫn nhau thì họ sẽ trở nên gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Cũng do những điểm khác biệt, trái ngược ấy, mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài, bền vững được. Bởi thực tế, Mậu Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất, hòa hợp với nhau được. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Ngọ, hai tuổi Ngọ sẽ có nhiều ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt ngay từ những lần đầu gặp nhau, họ tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung và thú vị. Cuộc trò chuyện của hai người tuổi Ngọ luôn kéo dài và ngập tràn tiếng cười. Họ sẽ trở thành cặp đôi khá lý tưởng, hoàn hảo trong tình cảm và mối quan hệ này sẽ ngày càng gắn bó lâu dài.
hạnh phúc. Công việc làm ăn của hai người tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Ngọ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mùi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Mùi và Mậu Ngọ đã dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý. Mối quan hệ này nhanh chóng phát triển và trở nên thân thiết, gắn bó hơn trên phương diện tình yêu. Mùi và Mậu Ngọ là cặp đôi khá lý tưởng, họ hết mực yêu thương, quan tâm lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một tình yêu lâu dài, hạnh phúc. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như Dê là người đứng đầu tổ chức công việc, bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thân và Mậu Ngọ sẽ có một mối tình tuyệt vời, lý tưởng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Họ sẽ dành cho nhau nhiều khoảnh khắc lãng mạn, ý nghĩa, luôn quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi lúc sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ của Thân khiến Mậu Ngọ vô cùng khó chịu, bực bội. Thân và Mậu Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn, bởi sự thiếu kiên trì, dễ thay đổi của Mậu Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa, hai con giáp này có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau, vì vậy, mối quan hệ của Thân và Mậu Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dậu, Dậu và Mậu Ngọ khó có thể tìm được tiếng nói chung và sự hòa hợp trong tình yêu. Đặc biệt khi đã kết hôn, cuộc sống của hai con giáp này dường như bị đảo lộn. Mậu Ngọ yêu thích cuộc sống tự do và phóng khoáng, còn Dậu lại là những người sống có nguyên tắc và kỷ luật. Nếu như hai bên đều biết lắng nghe, chia sẻ, tâm sự với nhau thì họ có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài, hòa hợp. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Mậu Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức, lãnh đạo, còn Mậu Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. Tuổi Tuất và tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Tuất và Mậu Ngọ đều có những quan điểm trái ngược nhau trong tình yêu. Tuất trung thành, thích những mối tình lâu dài, bền vững, còn Mậu Ngọ lại thích sự mới mẻ, thay đổi. Tưởng chừng như hai tuổi này không thể hòa hợp được với nhau trong tình yêu, nhưng ngược lại, họ lại dễ dàng gắn bó với nhau trong cuộc sống. Tuất và Mậu Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu. Vì vậy, họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. Tuổi Mậu Ngọ và tuổi Hợi. Trên phương diện tình yêu, ban đầu mối quan hệ của Hợi và Mậu Ngọ rất lãng mạn, mãnh liệt. Họ dành cho nhau nhiều tình cảm và thời gian. Những mới mẻ, thú vị của phút yêu đầu khiến Hợi quấn vào vòng xoáy của tình yêu bên Mậu Ngọ. Tuy nhiên, sau một thời gian, với bản chất dễ thay đổi, Mậu Ngọ dần cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ này. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Mậu Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung. Hợi và Mậu Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước. Nhưng khi Mậu Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.